Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với TechShop. Thì hôm nay mình sẽ vô cùng hức muốn giới thiệu cho bạn một sản phẩm mới toanh đến từ Blumen. Đó chính là Blumen Accent Volume Cream. Đây sẽ là một sản phẩm rất là mới và chắc chắn rồi, hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem Blumen Volume Cream Accent này thì sẽ đem lại cho chúng ta những gì. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đánh quá sơ qua một chút về thêm bên ngoài nhé. Thì đặc biệt rồi, như các bạn đã có thể biết, Blumen luôn luôn xuất hiện với sản phẩm của mình với những tượng trưng rồi. Chúng ta có thể đến này, ngựa này, khỉ này, tê giác, sư tử. Và bây giờ chúng ta sẽ có cả đại bang. Không biết các bạn để ý không nhá, tất cả các sản phẩm của Blumen từ trước trở đi nhá, từ thời trước ấy, nó sẽ có một chủ loại màu đen. Nhưng mà ở gần đây khi mà ra mắt cái chai tinh dầu và gần đây nhất đó chính là Blumen Accent này, nó lại được làm sáng màu hơn. Không biết ý nghĩa của nó sẽ là gì, nhưng mà cá nhân mình cảm thấy những cái sản phẩm sáng màu này hơn, nó sẽ làm cho mình cảm thấy mới lạ hơn và thích thú hơn rất là nhiều so với các sản phẩm vỏ đen đã quá quen thuộc với mình rồi. Tiếp theo thì như các bạn thấy, cái phần vỏ của chúng ta sẽ được ghi rất là đầy đủ thôi. Từ tên sản phẩm này, cách sử dụng này, thành phần có chứa trong sản phẩm này, tên thương hiệu này, linh vật. Một điều không thể thiếu đối với các sản phẩm Blumen, luôn luôn phải có linh vật. Và tất nhiên rồi, đối với các sản phẩm Blumen ở thời điểm hiện tại, chúng ta sẽ có tem chống giả. Ở đây, bất kể một sản phẩm của Blumen nào, từ sáp, gôm rồi tất tần tật mọi thứ, những cái bản thương mại ở trên thị trường hiện tại ấy, đều sẽ có tem chống giả ở đây. Đặc biệt là các bạn nhá, cái tem này sẽ là cái tem không thể cậy nổi. Cắt. Và đây chính là sản phẩm của chúng ta. Pew! Xin giới thiệu cho các bạn, đây chính là kem tạo phồng của Blumen. Chúng ta sẽ có một phần thiết kế đấy, sản phẩm hình vỏ nhựa trông đã rất là ngây ngất rồi đúng không? Rất là đẹp, rất là sáng. Tiếp theo là đối với cả cái phần vòi phun, chúng ta sẽ có phần vòi phun như kiểu cái vòi phun bọt kem cạo râu ấy, rất là dễ. Có một phần nắp để bảo vệ, lấy ra rất đơn giản thôi, việc bây giờ chúng ta sử dụng thôi. Trước khi sử dụng thì mình cũng sẽ đánh qua một chút về cái sản phẩm bên trong này. Vẫn sẽ luôn luôn những cái rất là đặc biệt của Blumen, sự trẻ trung, sự năng động, màu sắc rất là hài hòa, nhẹ nhàng. Tiếp theo đó, ở dưới đáy chúng ta sẽ có mã sản phẩm, cái lô hàng của chúng ta. Không có gì đặc biệt. Tiếp đến, rất là đơn giản thôi, giống như ngoài vỏ hộp, chúng ta sẽ có cách sử dụng này. Tên sản phẩm, tên thương hiệu, dung tích của sản phẩm này sẽ 100ml nhá. Ok, hãy sử dụng thử sản phẩm này nhá. Tất nhiên rồi, trước khi sử dụng bất kể sản phẩm nào để tạo kiểu tóc hoặc để sấy tóc thì hãy nhớ hộ mình, hãy đi xả tóc nhá. Thì như các bạn thấy, đây chính là mái tóc của mình sau đã xả xong rồi. Và công dụng của sản phẩm là gì? Thì sản phẩm này sẽ là một sản phẩm dùng để freestyling ở dạng là kem. Nó sẽ giúp cho mái tóc của chúng ta tạo được độ phồng tốt nhất có thể. Và cá nhân mình đã từng sử dụng qua rất là nhiều các sản phẩm kem cũng như là mousse để tạo độ phồng cho mái tóc rồi. Vậy thì hãy cùng mình thử trải nghiệm sản phẩm này xem. Đây là lần đầu tiên mình sử dụng sản phẩm này và mình sẽ so sánh đối với các sản phẩm còn lại xem chất lượng của sản phẩm này sẽ như thế nào. Khá hay. Sản phẩm này rất là thơm. Thơm mùi dưa hấu. Wow. Thì như các bạn có thể thấy, để sử dụng sản phẩm này thì các bạn hãy nhớ nhé, lấy một lượng sản phẩm vừa đủ ra, xoa đều lên tay và bắt đầu apply lên mái tóc. Công việc của chúng ta sau khi đã apply đều lên mái tóc rồi ấy, đậy nắp vào đã, sau đó lấy máy sấy lên. Hãy chắc chắn một điều rằng khi mà các bạn sử dụng sản phẩm này lên mái tóc thì mái tóc của các bạn đã khô khoảng 6-70% rồi, còn khoảng 30% độ ẩm, thì lúc đó quá trình sấy tóc của chúng ta sẽ diễn ra nhanh hơn rất là nhiều. Công việc của chúng ta bây giờ hãy là cầm máy sấy tóc lên và sấy tạo kiểu thôi.
Như các bạn có thể thấy thì đây chính là Blue Man Volume Cream trên mái tóc của mình, hay còn được gọi với tên khác đó chính là Accent, hoặc nếu mà bạn nào thân thiện có thể gọi là Đại Bàng cũng được. Thì đối với cá nhân mình đánh giá, đây sẽ là một sản phẩm là giải pháp cực kỳ tối ưu dành cho những bạn nào thực sự là cần volume cho mái tóc, đặc biệt là những bạn tóc mỏng. Đây sẽ là một sản phẩm cung cấp rất nhiều cái volume cho mái tóc, và trái ngược hoàn toàn đối với những sản phẩm kem tạo phồng hoặc là mút tạo phồng trên thị trường hiện tại. Nếu mà các bạn đã từng sử dụng qua những sản phẩm đó rồi thì những sản phẩm đó sẽ đem lại độ cứng cho mái tóc. Tức là ví dụ như các bạn đã sấy xong, trải nghiệm xong ấy, nó sẽ gần như là các bạn pre bằng một loại gel gì đấy ấy. Nó sẽ cứng vào, nhưng mà không, đối với volume cream thì nó sẽ rất là mềm, rất là mịn. Đây, rất là mịn màng, không hề có một chút nào sản phẩm mà mình cảm thấy nó làm cho tóc mình cứng cả. Đặc biệt độ phồng sản phẩm này đem lại thì rất là tuyệt vời. Như các bạn thấy, nó đem lại độ phồng rất là cao. Cái lượng texture mà sản phẩm đem lại cũng rất là ổn nữa. Các bạn thấy cái việc bây giờ của chúng ta là gì? Đó chính là hoàn thành kiểu tóc này đối với một loại sáp yêu thích. Đây chính là sản phẩm sáp yêu thích của mình, Mepet. Còn nếu mà bạn thích tê giác thì có thể dùng tê giác, ngựa thì có thể dùng ngựa. Đây sẽ là sản phẩm phù hợp với hầu hết tất cả các sản phẩm sáp. Đối với cá nhân mình đánh giá thì đối với một sản phẩm freestyling, thứ nhất ở dạng kem đã là một dạng vô cùng mới và vô cùng lạ rồi. Thứ hai, đem lại rất nhiều độ phồng, phồng hơn rất nhiều so với các sản phẩm freestyling ở thị trường hiện tại, và chắc chắn nó sẽ ăn đứt cái cách mà chúng ta freestyling bằng sáp. Bởi vì tại sao? Đối với sản phẩm này, nó sẽ có chứa rất là nhiều cái dưỡng chất có trong thành phần của sản phẩm, tốt hơn rất nhiều so với sáp. Bởi vì khi mà chúng ta pre bằng sáp ấy, nó sẽ giúp chúng ta gia tăng cái hiệu năng mà chúng ta sử dụng của sản phẩm sáp. Tức là khi mà chúng ta sử dụng vào thì cái sản phẩm sáp đó nó sẽ gia tăng được cái hiệu năng thôi. Còn về cái bảo vệ mái tóc hoặc là bất kể cái yêu cầu ngoài nào đối với các sản phẩm freestyling thì sản phẩm sáp sẽ không thể nào được. Còn đối với sản phẩm này, ngoài cái việc gia tăng đến cực độ cái hiệu quả của sản phẩm sáp mà các bạn lựa chọn, thì nó sẽ còn giúp các bạn bảo vệ mái tóc này, nuôi dưỡng mái tóc này, giúp các bạn chăm sóc mái tóc một cách tốt nhất, bổ sung rất nhiều các lượng dưỡng chất để phục hồi cái độ hư tổn cho mái tóc của các bạn. Đặc biệt là đối với những bạn nào mà có mái tóc mỏng là một, thứ hai là đã tẩy, nhuộm, uốn lặn nhưng cái mái tóc đấy thì thường sẽ rất là khô sơ. Chúng ta sẽ cần những sản phẩm như này bù đắp lại cái lượng dưỡng chất mà chúng ta đã mất đi và cái lượng hư tổn mà chúng ta đã gây ra trên mái tóc. Thì những sản phẩm như này nó sẽ bổ sung cái lượng dưỡng chất vào đó, giúp chúng ta có một mái tóc chắc khỏe hơn, mềm mượt hơn rất là nhiều. Và đặc biệt đối với những sản phẩm như thế này, nếu mà chúng ta là một người không quá cầu kỳ chẳng hạn, chúng ta có thể để mái tóc này ra đường rồi cũng rất là đẹp phải không ạ? Nó sẽ giữ nếp cho chúng ta rất là lâu. Cơ bản nó sẽ có một điều đó chính là cái khả năng định hình cái form tóc, tức là định hình cái form này nó sẽ không được chắc chắn, tức là chúng ta sẽ vẫn bị tung ra thôi. Để mà tốt nhất thì chúng ta sẽ hãy lựa chọn một sản phẩm sáp, lấy một lượng vừa đủ và hoàn thiện kiểu tóc của mình. Đối với cá nhân mình ấy, khi mà đã sử dụng xong volume cream rồi ấy, thì mình cũng không cần thiết phải sử dụng đến hai lần sáp làm gì cả. Bởi vì thứ nhất, volume cream đã giúp mình định hình form tóc rất là tốt rồi, nó tạo ra một cái form tóc rất là vững chãi cho mình rồi. Cái việc mình sử dụng sáp chỉ là để cố định cái form tóc của mình, làm cho cái form tóc của mình nó không bị tung ra sau cái quá trình mình vận động mạnh quá như thế nào nữa. Và đó là cái cách mà chúng ta sử dụng volume cream và cái cách mà chúng ta kết hợp volume cream với các sản phẩm sáp. Đó, thì như các bạn đã thấy rồi, đây chính là volume cream trên mái tóc của mình. Hay có tên khác đó chính là Đại Bàng, luôn luôn bay cao, cũng giống như cái độ phồng của chúng ta vậy, luôn luôn cao, luôn luôn tốt. Sản phẩm này sẽ rất phù hợp với tất cả loại tóc, đối với cá nhân mình cảm nhận như thế. Bởi vì tóc dày của mình đã trải nghiệm mà còn phồng đến mức này, thì tất cả các bạn tóc mỏng hãy yên tâm vào sử dụng sản phẩm này. Bởi vì sản phẩm này nó cố định phong tóc rất là tốt. Thứ hai, nó không bị nặng. Thứ ba, nó rất là mượt, nó sẽ không gây ra các hiện tượng đứt rụng tóc. Thứ tư, như mình đã nói, dưỡng chất có trong chứa trong sản phẩm này rất là nhiều. Nếu mà bạn nào quan tâm đến các sản phẩm này, hoặc là thậm chí bất kể các sản phẩm sáp vuốt tóc nào để kết hợp cùng với sản phẩm này, thì hãy có thể ghé qua Tenix Shop để có thể trải nghiệm, cũng như là trực tiếp đặt hàng và sở hữu những sản phẩm Blue Man Volume Cream như thế này. Và tất nhiên rồi, đối với những sản phẩm của Tenix Shop chúng tôi bán ra, nếu các bạn phát hiện hàng giả, hàng nhái, chúng tôi sẽ chấp nhận hoàn tiền lại gấp 10 lần giá trị sản phẩm. Xin chào và hẹn gặp lại.